kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau 2 tuần kể từ khi bão số 3 đổ bộ, một số thôn của rốn lũ Hà Nội ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập sâu, có nơi gần áp mái nhà, người dân vẫn phải đi sơ tán. Ba thôn Nam Hải, Nhân Lý, Hạnh Bồ thuộc xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ vốn là rốn lũ của Hà Nội. Khu vực này vốn là khu vực trũng và là vùng phân lũ của hệ thống các con sông Bùi, sông Tích và sông Đáy mỗi khi lũ rừng ngang từ hòa bình vùng đồi núi ba vị ập về tràn qua đê sông đáy là khu vực ba thôn này lại chìm trong biển nước những đường xá đồng ruộng vườn tược nhà cửa trong nước thậm chí khi lũ rút rồi khu vực rốn lũ của hà nội vẫn ngập thêm một hai ngày vì còn chờ hệ thống bơm tiêu thoát nước ra sông đấy một người dân thôn nam hải cho biết đây là trận lũ thứ hai của năm nay rồi Trận lũ tháng 8, bà con chúng tôi phải sống trong cảnh nước ngập nhà cửa, không điện, không nước sạch 17 ngày. Trận này thì kéo dài từ khi bão số 3 đổ bộ đến nay, kéo dài cũng 2 tuần rồi. Tôi năm nay 70 tuổi mà chưa bao giờ chứng kiến hơn một tháng trời bị dính hai trận lục liên tiếp thế này cả. Trận lục sau bão số 3 tại địa phương cũng cao hơn trận lũ lịch sử năm 1971 khoảng 30cm và cao hơn các trận lũ năm 2008 và 2018 rất nhiều. Người này nhận định trận lũ năm 1971, họ xả lũ ở đập vùng, nước chảy ngược từ 3 tháng về nhấn chìm nhà cửa Hai tháng. Trận lục này mức nước cao hơn trận lục năm 1971, đồng thời có điểm tương tự trận lục 1971 là nước rút rất chậm. Hai tuần qua mới rút được khoảng 1 mét nước, trung bình mỗi ngày rút khoảng 5-7cm. Do đường xá nhà cửa đồng ruộng bị nước lũ nhấn chìm, cô lập nên đa phần người dân của các thôn Nam Hải, Nhân Lý, Hành Bồ phải sơ tán ra nhà người quen, hoặc chỗ tránh lũ do chính quyền bố trí. Được biết, chỉ có một số thuộc thôn Nam Hải là có điện trở lại từ ngày 20 tháng 9, còn lại đa phần các hộ bị ngập của các thôn đều chưa có điện trở lại, đường xá bị ngập kèm thêm rác rưới, ung ứ. Xác gia súc gia cầm chết bốc ra mùi hôi tanh nồng Trường cấp 2 bị ngập khiến học sinh trong các thôn phải chuyển sang khu B, khu dân cư cao hơn của xã Nam Phương Tiến để tạm trú học tập. Mọi hoạt động đi lại của người dân đều phải dùng thuyền, bè, phao tự chế. Một người dân thôn nhân lý cho biết gia đình anh phải di dời ra nhà người quen ở xã Tân Tiến, giáp với xã Nam Phương Tiến, thuộc huyện Chương Mỹ, Hàng ngày anh vẫn đi nhờ thuyền về nhà để kiểm tra nhà cửa. Anh chia sẻ, ngày 19 tháng 9 tôi lội nước trước cửa để vào nhà, thì nước đến ngực. Tới ngày 20 tháng 9 thì nước rút một chút, đến 21 tháng 9 thì chả thấy rút xuống chút nào. Chắc do trận mưa rạng sáng này quá to, nước lại tràn về rồi, không biết bao giờ lũ rút nữa. Mặc dù là người dân vùng lũ thường xuyên phải đối mặt và có kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt nhưng ở trận lũ lụt này phần lớn người dân ở các thôn Nam Hải, Nhân Lý, Hành Bồ đều gặp thiệt hại lớn do gặp lũ chồng lũ. Người này cho biết hai trận lũ quá gần nhau, chỉ trong vòng một tháng hai trận lũ liên tiếp kéo đến, lũ sau cao hơn lũ trước. Ai cũng nghĩ hết lũ rồi nên chủ quan không kê cao thêm đồ đạc. Nhà tôi tủ lạnh, máy giặt, bếp, máy móc làm nghề bị ngập sạch, thiệt hại chưa tính hết được. Thưa quý vị, đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm 2024 tràn về ngày 21 tháng 9 không chỉ khiến nhiệt độ giảm, có nơi trở lạnh mà còn gây mưa to đến rất to, nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm 21 tháng 9 và sáng sớm 22 tháng 9 Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, 5. Ngày 22 và 23 tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 19 độ. Trên biển từ gần sáng ngày 22 tháng 9 ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 22 tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa là từ 20 đến 23 độ C. Vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Trong khi nhiệt độ trung bình ở các khu vực này là 23 đến 25 độ C vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến đêm 23 tháng 9, ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh tràn về gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong khi đó, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn, khi cơn bão số 4 đổ bộ trước tình trạng sạt lỡ đất đe dọa sự an toàn của nhiều hộ dân, chính quyền xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An đã di dời chính hộ dân đến nơi an toàn. Ngày 21 tháng 9, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, Mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến nước sông dâng cao gây ngập tuyến đường độc đạo đi vào trung tâm xã. Đây là tuyến đường độc đạo nối từ quốc lộ 7 ở ngã ba Cây Chanh đi lên cầu Thành Nam, huyện Con Cuông. Một đoạn đường 500m bị ngập sâu hơn 1m, chính quyền địa phương đã phải dựng hàng rào canh gác không cho người các phương tiện trong và ngoài xã ra vào để đảm bảo an toàn. Mưa lớn còn khiến cho đất đá trên đội bị sạt lở tràn vào chính hộ dân ở xóm 2, xóm 4, xã Tam Sơn. Hai ngày qua, chính quyền xã Tam Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương di dời người và tài sản của chính hộ dân này đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ chính hộ dân đến nơi an toàn. Tuy thời tiết đã tạnh mưa, nhưng nước sông đang dâng lên. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Khi nào nước rút không còn mưa, đảm bảo an toàn thì sẽ để cho các hộ dân về lại nhà. Tài xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An, Hàng Lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn xã. Mưa lớn đã khiến sạt lở đất và đe dọa sự an toàn của các hộ dân trên địa bàn xã Châu Khê. Trong đó có hai hộ dân đã bị đất đá sạt lở đến chân cột nhà. Trước tình hình này, đồn biên phòng Châu Khê đã phối hợp với chính quyền địa phương đến di dời khẩn cấp hai hộ gia đình bị ảnh hưởng gồm gia đình ông Hoàng Văn Sơn và Kha Văn Cảnh, trú bản Bổng Sát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông hiện đồng biên phòng châu khê và chính quyền địa phương tiếp tục bám sát địa bàn theo dõi tình hình để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn nghệ an mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến cầu tràn đi qua bản xiên thù bị ngập chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng dần rào canh gác không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn khi nước xuống thấp cơ quan chức năng đã căng dây và hỗ trợ khiêng xe máy cho người dân đi qua Mưa lớn còn khiến đất đá sạt lở tràn vào nhà của gia đình ông La Văn Chiến. Hai hộ dân khác cũng bị đất đá sạt lở đe dọa sự an toàn. Chúng tôi đã di dời tài sản và người trong gia đình ông Chiến đến nơi an toàn. Hai hộ dân khác cạnh đó tuy chưa bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi đã vận động để di dời đến nơi an toàn. Lãnh đạo xã Chiêu Lưu nói, tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, nước sông dâng cao cộng với mưa lớn đã khiến một số xã bị ngập lụt, trong đó có ba hộ dân tại xã Thanh Hương, nằm ở sát sông bị ngập sâu hơn 2 mét. Sau đợt mưa lớn kéo dài xuất hiện nhiều vết nứt sụt lúng ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 hộ dân, tỉnh Hòa Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở một số khu vực. Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất đá tại khu vực xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc và xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, cụ thể do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ra vết nứt và tiếng nổ lớn phát ra từ đồi ao ếch, phía sau xóm rằng, xã Cao Sơn. Nguy cơ rất cao sạt trượt xuống khu vực cụm dân cư. Tại vị trí lớn nhất, có độ cao khoảng 200m xuất hiện cung trượt dài khoảng 500m với khối lượng đất, đá, sạt trượt rất lớn. Chính quyền địa phương đã sơ tán 30 hộ với 126 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại xóm rài, xã Tuân Đạo, Lạc Sơn, sau hoàng lưu cơn bão số 3 với nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã xuất hiện nhiều vết nứt sụt lúng. Có nhiều vết nứt sụt lúng dài từ 1 đến 3 m sâu từ 2 đến 3 m và dài khoảng trên 800 m Ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ và vi ảnh hưởng khoảng 7 hecta Sụt lúng đã làm ảnh hưởng đến 111 hộ với 539 nhân khẩu xóm rài. Trong đó, phạm vi khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đã phải di chuyển khẩn cấp 60 hộ với 278 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều hộ đã nứt nhà sụt lúng móng nhà, hư hỏng nhà và có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Ước tính lượng đất đá nếu sạt xuống vào khoảng 7-8 triệu mét khối đất đá. Đến thời điểm hiện tại, các điểm nứt sụt lúng vẫn đang tiếp tục phát triển rộng thêm và có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng khi có mưa khiến đất đá bão hòa. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện Lạc Sơn và Đà Bắc Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở ổn định chỗ ở tại nơi di dời, hỗ trợ người dân đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, các lực lượng thường xuyên kiểm tra theo dõi diễn biến sạt lở, căng dây, cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người dân quay về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn. Trước đó tỉnh Sơn La cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lớn sạt lở đất trên địa bàn huyện Mường La, ở các xã Mường Bú, Ngọc Chiến Pi Tông, Tạ Bú và huyện Bắc Yên ở bản Ngậm, xã Sông Pe. Đặc biệt, tại huyện Mường La, mưa lớn và sạt lở đất là một người mất tích, khoảng 90 nhà thiệt hại, cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị ngập úng kéo dài sạt trượt, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Tại bản Phiên Nghè, xã Chiền Đen, có hơn 40 hộ dân bị ngập úng nhà cửa từ tháng 7, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt đi lại của các hộ dân nơi đây. Người dân đã phải di chuyển người tài sản tạm đến chỗ ở khác và đi lại phải dùng bè tre. Ngay sau khi nước rút tranh thủ thời tiết thuận lợi để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất, thành phố Sơn La đã huy động hơn 500 cán bộ công chức viên chức của thành phố, xã Triền Đen và người dân các bản hỗ trợ các hộ bản phiên nghè tổng vệ sinh đường trục bản, ngõ bản, cầu, cống, rảnh thoát nước. Trung tá Nguyễn Văn Tuân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Sơn La cho biết, cùng với các đơn vị, ban ngành, đơn vị đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng nơi ở, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh khử trùng, không để phát sinh dịch bệnh đối với người và gia súc sau thiên tai. Trong dịp này, các lực lượng còn hỗ trợ các hộ dân sắp xếp lại nhà cửa, di dời tài sản từ nơi tạm trú về nơi ở ban đầu, gia cố chuồng trại, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường được thực hiện hiệu quả. Các lực lượng cũng đã chia làm 3 tổ, trong đó tổ 1 giúp các hộ vệ sinh nhà dân, tổ 2 giúp vệ sinh trường mầm non và trường tiểu học, tổ 3 giúp thu dọn đất đá sạc trượt dọc tuyến đường từ đỉnh dốc phiên nghè đến điểm trường và khu trung tâm bản phiên nghè với tinh thần đoàn kết vượt khó, các lực lượng đã hỗ trợ các hộ dân bị ngập úng tại bản Phiên Nghè, xã Triền Đen, thu gom toàn bộ rác thải vệ sinh xung quanh khu nhà các hộ dân. Nhân dịp này, các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Sơn La đã ủng hộ 1.500 chai nước uống đóng chai cho các hộ bản phiên nghè bị ngập úng và lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo